Chiều qua ngày 29 tháng 7, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quan Sơn tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quan Sơn đã tổ chức 195 hoạt động tình nguyện thường xuyên, thu hút gần 11.000 lượt hội viên thanh niên tham gia. Toàn huyện thực hiện 32 công trình phần việc thanh niên, xây dựng 1,5 km đường điện thắp sáng đường quê, 5,5 km đường bê tông nông thôn, 3 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các hộ nghèo với tổng trị giá 1 tỷ đồng. Cấp cơ sở tổ chức giao quân 318 hoạt động ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, thu gom và xử lý 34 tấn rác thải, thành lập 18 đội hình thanh niên tình nguyện thường xuyên hỗ trợ công tác phòng chống COVID-19. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Quan Sơn phấn đấu 85% thanh niên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 80% cơ sở hội vững mạnh xuất sắc, xây dựng ít nhất 5 công trình phần việc thanh niên cấp huyện, 85 công trình thanh niên cấp cơ sở.